Thưa quý vị và các bạn, trồng và chăm sóc hoa lan là một thú vui được rất nhiều người dân ưa chuộng. Với thú vui này, họ có thể giải tỏa căng thẳng, đồng thời tập cho mình sự kiên nhẫn chăm sóc và nhìn một nụ hoa đẹp được hình thành. Trong số hàng ngàn loài hoa lan đang có mặt ở Việt Nam, thì hoa lan kiếm được khá nhiều người ưa chuộng bởi đặc tính dễ trồng, cho hoa đẹp. Hãy cùng tìm hiểu thú vui chơi làm công phu này ở Huế. Được lấy về từ đỉnh núi Kim Phụng của Huế, cây hoa lan kiếm bầu hiệu ái này được đặt tên theo tên của người sưu tầm ra nó và có những đặc điểm khiến người chơi lan rất tâm đắc. Bầu hiệu ái có lá cứng, vương, bảng lá to và đẩy cây con mạnh. Hoa có hình lưỡi liềm đỏ tươi, mùi thơm và mỗi cần cho hơn 20 hoa. Đây là một giống lan kiếm được giới chơi lan đánh giá cao và rất muốn nhân giống để lan tỏa vẻ đẹp đến với nhiều người yêu hoa. Đặc điểm thì cái cần hoa và cái mặt hoa nó rất sáng. Trong cái dòng lan kiếm như thế này thì đây là một trong những cái tuyệt phẩm, chưa có cây nào có thể là vượt mặt của em nó. Và nó được khai thác tại cái núi Kim Phụng huyền thoại của Huế nên như được đón nhận rất nhiều. Và anh em chơi kiếm, yêu lan kiếm thì đánh giá đây là một trong những cây xuất sắc của Huế và cần được nhân giống bảo tồn để lan tỏa cái tình yêu lan kiếm đối với tất cả những anh em yêu lan kiếm. So với các loài lan khác, lan kiếm được đánh giá là dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian cho hoa lâu và là loài hoa được chơi lâu đời nhất ở nước ta. Điều đặc biệt là lá lan kiếm sẽ thay đổi theo môi trường, thời tiết. Nếu nơi có ít ánh sáng thì lá màu xanh và mỏng hơn, còn nơi có nhiều ánh sáng thì màu lá ngả vàng và lá dài hơn. Tại Việt Nam và tại Thừa Thiên Huế cũng đã có thành lập hội lan kiếm, tập trung những người yêu mến loài hoa này để cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa. Những người chơi hoa cho biết, bên cạnh vẻ đẹp của cây, thì lan kiếm cũng được xem là loài cây phong thủy tốt trong mỗi khu vườn. Ý nghĩa của cây kiếm trong đời sống thì đem đến cho những người chơi một cái niềm hoan lạc, hạnh phúc và bình an. Cây kiếm trong vườn lan thì có thể nói là với một vườn lan có cây kiếm có nghĩa là cây trấn vườn, tức là có cái ý nghĩa phong thủy ở trong đó. Do vậy là trong thời gian vừa rồi rất nhiều anh chị em yêu lan nói chung đã tìm đến cây lan kiếm và làm cho cây lan kiếm phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Chơi hoa lan là thú vui tao nhã và lâu đời ở Việt Nam cũng như ở Thừa Thiên Huế. Những năm gần đây, khi những bông hoa lan đột biến nổi lên với giá cao ngất ngưỡng, kéo những người chơi hoa phong trào vào trạng thái điêu đứng, thì những người yêu lan chân chính vẫn luôn tìm cho mình những không gian để chia sẻ niềm vui cùng thưởng thức cả đẹp.